Trời ơi con cá lóc kìa. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình đi thăm lú nữa các bạn ơi. Đó, hôm nay tôm dầm hả? Con. Mấy con? Để mình quay lại. Đó, đây kéo dài chổng luôn hả? Thăm lú các bạn ơi. Con tôm càng kìa các bạn thấy không? Nãy mình thăm rồi rồi đó. Này mình bỏ dài xuống đi. Ôi tôm dầm kìa. Tôm tới đội mà mình gọi mình không thấy luôn các bạn. Được con đầu tiên. Chúng ta mấy cái này cũng cục chứ đâu có dài đâu ha. Con cá bóng nghe nhỏ. Ui con vậy. Lào kiến kìa, tôm dâm kìa, quá trời vậy. Cái đầu ngoài quá gì vớt trong đây là cú vớt lại trong đây nè. Ừ, trời ơi, đá gì. Ôi kìa. Quá trời luôn nè các bạn ơi. Ồ, gì dữ vậy ta, quá trời tôm dâm luôn kìa. Tôm dâm với cá bóng nữa kìa. Ồ, cũng nhiều, nhìn như gác vậy ha. Gác không, chết. Tới nhà ông luôn không hay là khúc à? Khúc à. Chỗ lú nguyên kéo mà lú dục hết rồi. Kéo kéo khúc này không hả Vũ? Khúc này mà. Lú dục kéo cho rồi. Ồ cũng nhiều kìa. Cũng có tôm. Ừ, kìa có tôm. Ồ hai ba con bự bự không kìa. Tại gì nữa mình lên chân nó quấn mà được tôm bự đúng không đã. Ừ. Tôm bữa nay tôm cũng chậm chậm không nè. Ê. Còi coi dính luôn nè. Hay nữa rồi đó. Mấy con tôm này sao cái đầu nó dài quá ha. Đá bóng. Được cũng mớ tôm này các bạn ơi. Trên đây hai con. Hai con tạm đầu. Hai con bự cho bá luôn nè. Đó. Hai con cho bá luôn nè các bạn. Bành kỳ. Con cá này túi quá. Còn dữ ta. Ừ. Chắc khúc này có à. Họ không kéo lại không? Kéo lại trong cái đường nè. Kéo trên này chút xíu nè không được. Trời ơi con gì bự kìa. Con gì bự kìa. Ôi cái chim. Cái chim với tôm kìa. Ôi ôi. Ôi kìa. Cái chim rồi tôm. Bên kia cũng tôm nữa kìa. Nó trọt vô đó đó. Bởi vậy nó mới. Chút nãy ra. À. Ôi cá chim với tôm nữa kìa các bạn. Khủng khiếp. Này nồi ha. Không có nước quấn câu, có thầu quấn câu chơi, có thầu có mồi ngon ngon. Ừ. Cái nước quấn câu kiếm con tôm vậy ra. Bữa kiếm tôm không có, bữa nay đổ chơi chơi tôm nhóc trơn trời. Tôm bún bạch bạch nữa. Cái này cũng nhiều nè. Ê vỏ con tôm. Ôi cái vỏ con tôm nè các bạn, nó vô. Ôi vô con tôm nó bự nè. Rồi nó lột cái vỏ nè các bạn. Đặt mấy ngày vậy Vũ? Hai bữa. Hai ngày thôi, chơi với tôm mà nó vô lột vỏ là từ hai ngày. Làm biến thăm, gọi là biến thăm. Ừ. Vậy mới đã, lâu lâu thăm nó dính nhiều. Rồi rồi đó. Cũng được. Đâu? Ừ kìa. Như gác vậy. Ừ. Cái dưới này quớt ta. Rồi vậy. Nè có tôm này. Lui lui lại đây một chút đi. Chắc nước ra bớt đi, cho dễ còi vậy. Xíu mình sổ lộn cái nè. Có gác nữa nha. Gác xương xương gác. Vô đây khai thác à, ngoài xích cây đang đổ nhưng không khép mà nó trúng. Ừ. Đây gác nữa. Gác để tôm lại. Đây cũng đỡ đỡ nè, cũng có cá bóng nữa nè. Ồ, có không? Có. Ồ, cũng có kìa. Tôm hai ba con kìa. Còn cái gì ăn cá út nữa kìa, vô tay cũng có cá út nữa. Tới công chuyện luôn. Dữ vậy?
Như đây cũng gặp cá ốc nữa, tôm nữa nè. Bữa kéo mới quê, bữa kéo chứ được mới quê. Sao vậy? Đổ được mấy con tôm bự với con càng bự hơn nữa. Thôi vậy? Hả? Có nhiều đó rồi hả? Không phải. Các bạn coi nó. Cái quấn đựng nhằn câu phé gu luôn. Rồi cái giận nó mất tiêu luôn. Mất tiêu hả? Nó vụ rồi, thôi mất tiêu. Uống vậy? Thăm lú mà được nhiều tôm vậy nè, trời ơi có cái vỏ nữa. Con cá út nè, thọt tay bóc đây. Bẻ gai nó đi Vũ ơi. Bóc thì không xinh chứ. Ừ. Không xanh nó luôn đi chứ sao. Thầy không có đồng còn, chọn tôi được con cá út, cũng kiếp luôn lên. Bự lắm. Nửa ký á. Giữ vậy cá út gì nữa ký dữ vậy. Nè các bạn thấy không, cá nè. Tôm nè. Tôm nhiều chứ bộ đâu, ít đâu. Gọi lại lũi vô đó luôn. Đẩy ra. Sao? Dục mà. Ủa, hết rồi hả? Còn. Không phải lui trở lại mới được hay sao? Quá. Có mấy con à, cái đó được con à. Đẩy ra mới được. Lên tự dục ra anh nè. Đâu rồi? Thấy vậy? Mày dịch kìa, bị dịch con mini. Được mấy cái ngoài làm đậu quá ta. Ừ, mấy cái ngoài làm đậu hơn mấy cái trong này. Sao quăng bán. Dính nhánh chài các bạn ơi. Kéo kêu làm biến nha các bạn. Kéo nữa. Nửa trời ơi, vô trái dừa luôn kìa. Lúc chiếc này vậy. Lên rồi đó. Trời ơi, có gách lỗ rồi, hết nói rồi. Ốc bu nữa kìa. Ôi. Gì vậy? Vậy? Hết ốc rồi, hết rồi. Cá vậy? Được mấy cái đầu vậy? Trời ơi, lỗ đụng ra. Ngồi nó đạp tôm mấy ngày luôn. Có con gì kìa. Quậy rồi đó. Đâu? Ồ, con cá lẹp. Con bậy. Con cá ấy. Kìa, vô đây có được con tôm kìa. Hai ba con kìa. Hả? Được. Ba không còn. Ôi, kỳ ta quất. Hai ba cái tới đây có thể có. Tới đâu? Tới sông lá đâu? Vừa qua sông lá ăn cái nè. Vừa qua hả? Cũng đỡ ha. Cũng được hai ba con tôm, cũng được. Để mày đôi khi kéo con chúng. Đôi khi cũng thắt lắm luôn. Trời ơi con tôm kìa. Chưa thật lũng. Trời ơi chút xíu nữa gớt. Chút xíu nữa gớt. No rồi. Đốt. Trời ơi con cá lóc kìa. Ôi giời con cá lóc chết sình này các bạn ơi. Quá trời con cá lóc chết sình này. Tháo ra luôn đi trời ơi. Thúi kinh khủng thiệt chứ. Cái này chắc chết hôm qua, cái vô nào nè. Vô hôm qua, đặt buổi sáng buổi chiều vô chết hết rồi ơi. Bữa trước quá. Cá lóc chết xịn thúi các bạn ơi, kinh khủng luôn. Một tí lô à. Lóc chà bá luôn. Đây. Trời dịch. Được hai ba tôm. Cá lóc nó chết nó thúi. Thơm phức luôn. Mùi thơm là sáng của những hầm cá. Ngang thử hoài gì. Ngang thì chắc thích mỗi ngày. Tới đây nữa rồi nè, dính nữa rồi nè. Trời ơi, tôm ít gì vậy? Tôm nhỏ không? Tôm rong. Con tép rong. Ồ, dưới có tôm kìa. Đó. Chị ta, cái có cái không ta? Cái có cái không có. Ây da, nè các bạn thấy không, mấy con à hả, tôm cũng trọng không, tôm trứng cái này cũng được ba bốn con gì vậy, nãy giờ cũng nhiều á đó. Đó nãy giờ mình cũng nhiều á chứ đâu ít đâu nè. Tới nước mặn thì có lúa mấy cái hàm luôn, nước mặn lên hả, năm nay chắc không có nước mặn lên đâu, nước lò cũng được hả. Nước lò là chắc có rồi, chỉ có lúa mấy hàm á. Tôm với cá út hay gì?
con này con nhỏ chút á. Trời ơi, cái gì vậy? Cá keo nữa kìa. Trời ơi, dướng hay thiệt chứ. Hay quá. Cá keo kìa. Cá keo với cá lạc vặt. Hết rồi. Biến luôn. Cá lại nữa hả? Quá gì ta. À. Quần quá không có cá hay sao kìa, có kìa. Đượn con kìa. Cũng đượn lưỡi câu. Ở dưới cũng được 2-3 con kìa. Nè các bạn ơi, tôm nhỏ nhỏ không mà. Không có con bự. Đượn con này cũng chầm chồng. Vừa đánh câu ha. Vừa. Con này vừa đánh câu. Trời. Ê, nó ra ngoài. Lưỡi chín là đâu móc được miếng tôm rồi đâu. Nhỏ quá. Bé quá. Bé xíu. Thắt gì nữa ta? Nay bị thắt rồi. Có mấy con mình gặp chỗ này là mới vô ha. Trời ơi, cá bóng cát chết ngắt. Trời ơi, con nữa nè, hai con cá bóng cát chết ngắt. Để lại giữ con cát vô. Nãy không để con cá lóc lại nhữ. Thôi, cá lóc vô ngập hết rồi. Cá lóc thúi quá, thúi vậy. Quá xứ chiếc này vậy. Trời ơi, tôm kìa. Ôi, 2-3 con bành kia luôn kìa các bạn ơi. Ở dưới này có không? Ở dưới con cá lóc bự kìa. Rồi ôi tôm nghe các bạn. Tôm quýnh câu được chính là tôm cái này nè. Bự dữ vậy. Ông quýnh vậy cái được cá bự ăn. Ba con chà bá luôn kìa. Hết nói. Bự dữ nha. Chi cho người gì ta. Trời ơi cá út kìa. Không xuống đâu. Bẻ gai nó rồi sao. Trong đây cũng có cá út nữa ha. Không nhầm cá ốc, cá lú không? Không giờ có cá ốc bự chưa luôn? Không có cá ốc bự nữa nè. Không dính luôn. Cá ốc chà bá luôn kìa. Cá lú hái mẹ cá ốc gì vậy? Cá ốc. Còn hai cái nữa hả? Cái này không cái nữa. Đúng nè. Đùa. Cắm đầu. Đụng nặng bị cắm đầu á, có không? À, được con cá bóng cá. Cái dưới này. Trời ơi, cái gì? Cá lạc vặt không à? Có nè. Con gì vậy? Dòng dòng với cá bóng dừa khủng khiếp. Nó tôm dâm. Tôm chút chút không? Đặt ra nữa không? Đặt lại nữa không? Có. Đâu, bận gì ta? Bận gì cũng thiếu vậy. Trời ơi, cái cuối cũng không có gì luôn. Có nè. Hử? Nè. Ừ, được mấy con tôm kìa. Hơi thất rồi, bữa nay hơi thất này ha. Giống như vậy. Dịch động quá vậy nè. Dịch nó quậy hả? Thôi giờ đi gom gom lại coi thành quả thì coi sao. Đó, tới đây cũng xin kết thúc video luôn các bạn ơi. Giờ để mình quay thành quả cho các bạn coi. Đang chắc nước ra. Trời ơi, thành quả của mình hôm nay được nhiêu đây nha. Cũng không được gì nhiều, mớ tôm mớ cá gì à. Cá lau kiến nè, cá lau kiến bị khuyết tật nữa nè. Ừ, mớ tôm nè. Cũng được, như đây quánh được vàng câu rồi. Rồi, tới đây mình xin kết thúc video nha các bạn. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp các bạn những video sau. Quá trời.